Thử làm mặt đây giống mình. Chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của anh em mình. Các bạn thì hôm nay là đây áo gì các bạn, thì ở clip trước làm anh em mình xuống lấy này mão à mạt các bạn, thì bữa nay thì áo đã về. Hồi nãy anh em mình có kêu phép qua các bạn mà giờ nó đi hớt tóc các bạn, đợi xíu thì nó qua đây mình sẽ kêu nó review bộ này các bạn. Bộ này thì nó kiểu mà sát nách, nó khác với bộ chi giả các bạn. Đây bộ chi giả này áo cũ á, đây này nó khác hơn xíu. Đây. Còn bộ này là nó sát nách kiểu thun ba lỗ á. Đúng rồi. Đây thì đây là anh hai nè, hai đang chọn đồ để chuẩn bị đi show của bạn. Đi show đâu anh hai? Đi đó đó. Đó ở đâu? Đó. Đấy không, anh hai mình làm hết các bạn, chứ ở đây mình đâu có phụ gì đâu, anh em mình ngồi chơi các bạn. Ngồi nói sàm sàm với xíu anh hai làm xong rồi anh em mình đi múa. Đây anh em mình bật mí cho các bạn xem cái này nha. Mấy ngày nay anh em mình làm cái này các bạn. Do giờ phát triển nhiều quá các bạn, thì nay mình chế luôn. Đây. Yeah. Bạn biết cái này để làm gì không bạn? Cái này là rung đại á. Là hồi đó là thường thường là người ta cột các bạn. Mà nếu mà giải, anh em mình sử dụng là giải thun nha các bạn, là nếu mà cột là nó sẽ gom lại một cục như này, và thấy nó đẹp mắt hình mỹ các bạn. Thì anh em mình chế ra mai cái này luôn các bạn. Mai cái này là quấn vô xong dán rồi chính, dễ không, để làm cho cái năm này để mình làm cho các bạn xem. Các bạn làm sao bên này thầy, để đầu bóc xuống nè. Đúng rồi, đúng rồi, cầm cầm anh em mình mai vậy xong là phải quấn mà đúng mới vé được các bạn. Quấn sai hoặc là nó bị lệch á, bị khó nè. Xong nè các bạn, rồi cái này là kéo lên là dán luôn nè. Còn sao cái này dán tới thầy làm xong dán tới chết chết rồi, sao tay thầy bự quá vậy? Chắc mình quấn sai các bạn ơi. Để này xếp xuống nè. Rồi. Mà sao tay thầy nó bự vậy thầy? Thử tay xếp coi. Thử tay nè. Chết rồi. Làm bao review mà sao bị sai sai vậy? Hơi lạnh xíu do này mình đo không chính xác các bạn. Đó vậy được đó. Đó vậy các bạn, đây là khỏi anh em mình khỏi cột các bạn, là nó không có bị một cục dồn vô một cục chỗ này. Thường là anh em mình đi múa là anh em mình cột là cột, là nó thấy một cục chỗ này thấy xấu lắm các bạn. Giờ anh em mình chế ra, anh em mình dán những bao là không bị dùn luôn các bạn. Thường thường có khi anh em mình múa anh em mình cột là đây làm gì nè, muốn múa xíu là nó bị dục ra các bạn. Này thì giờ này mình chế ra thì mình dán như vậy. Nè chỉ cần là chế ra, đó xong. Dễ không? Bạn thấy dễ không? Này. Thôi thử cái chân rồi. Chân này, chân hôm nay mình làm cho các bạn coi luôn nè. Đấy bạn, đẹp không? Không. Bạn thấy sao? Bằng thẳng liền. Đó. Nhìn là kiểu mà nó thấy đẹp không các bạn? Thẩm mỹ.
không thấy một cục nhà, thường thường là cột là thấy một cục, nó như cục cục bị cục gì cục u à. Giờ đây mình chế ra, chế ra gì là bao luôn các bạn, ôm sát luôn, chấp mấy bạn nhảy cỡ nào nhảy là không có dùng, nên trừ khi anh hai nhảy rồi dùng. Rồi giờ này mình chỉ ngồi đợi phép để review cái bộ bộ ảm mạc các bạn. Là phép hồi mua tới giờ là phép nó chưa thấy nữa các bạn. Giờ mình mua mình để cho nó qua nó khui siêu các bạn. Đồ của nó. Giờ thì anh em mình sẽ bọc lại mấy này nè. Cái chuông các bạn bữa nhảy gớm hết luôn các bạn. Có các bạn nào lượm được của mình thì trả lại của mình đi, cục này cũng mấy chục ngàn á. Đó mấy cục rồi. Giờ phải tháo ra cục lại. Giờ thì mình bạn giao cho anh hai hết. Đây. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Mình lên một cái nữa vào đây, vào đây, vào đây. Quên quên. Đây mình cần thanh lý giá rẻ các bạn. Đây, mở lúc lạ cho anh em nào cần gì sửa lại các bạn. Sửa lại cho nó đẹp đẹp. Giá rẻ. Cần thì inbox qua Facebook mình. Đây. Còn hay nữa. Rượt nữa. Dắt dắt. Chuyện gì vậy? Này luôn các bạn. Thanh lý giá rẻ. Cho anh em nào cần hoặc mua về cho mấy em nhỏ chơi cũng được các bạn. Do anh em mình làm chủ yếu là để coi, mão này để coi nè, chưa múa các bạn. Còn cái đồ cũ giúp luôn, cũ dưới giúp luôn. Giờ này mình ít xài các bạn, mấy mão này ít xài nè. Giờ thì thanh lý cho anh em nào cần thôi. Giờ mua mới không? A few moments later. Phíp ba. Hello mọi người. Đâu về? Không về. Dạo này đi nước lóc ờ, đẹp trai. Lại băng lên cái này ở đây đó vừa mình ngay đầu phía nó bị nhỏ các bạn, nhỏ còn đi hớt tóc nữa. Đặt một đồ bôi lấy nhét đồ bôi vô nó vừa, đi kiếm đồ bôi nhét đây, tại cái đầu nó bị hơi bị ngắn các bạn, còn đầu mình thì nó dài chỗ cái càm không có lý. Đi gọi đầu. Bạn nói chứ bạn. Đã nâng ngồi cho rõ mấy mối cây. Đập bôi. Đập bôi cho lại. Đây các bạn, nãy thì phím nó đeo vô cái dừa các bạn. Thì mình dán mút cho nó các bạn. Giờ đeo khít luôn các bạn. Khít luôn. Mà miếng các bạn. Chỗ này là để cho cái chén đụng chén các bạn, còn cái này đau lỗ tai là đeo vô fit luôn. Giờ cho fit thử các bạn. Đó, vừa không? Lắc ai lắc đầu ai? Lắc cái đầu mà đó. Lắc đầu đâu? Đó, thích luôn các bạn, thích dù. Tôi thử khung xuống rồi, khung xuống dù không? Bây giờ thì tháo ra thôi. Bóc tem. Khui siêu các bạn, đồ của nó các bạn. Mới luôn các bạn. Mới nhập về. Có cái này, bỏ cái kia. Bỏ đâu, bỏ đồ cũ còn xài mà. Bỏ gì, có cái này đầu kia xài đi. Ở biến hình. Biến hình à? À thử biến hình à? Bỏ là thế. Thế cho biết thử rồi mới. Rồi bỏ lại biến hình gì biến hình. Cho nó mới. Trời ơi. Gì?
thì giống lắm. Cái này là sắt đất nữa vậy. Vô sắt này. Rồi đó muốn là phải lấy rồi lăn đất. Cạo cạo đất hết đi. Quá à. Ngoài, quá ngoài. Quá ngoài mới đẹp. Rồi. Em giúp. Nhặt dai liền các bạn. Ra ngoài nè. Trời ơi, sao sao. Đây. À ha, giống rồi. Dạ. Vô phim hết. Lấy à nãy gì kêu bằng gì phim cái gì? Na. Thằng thùng. Na nặng thùng. Thằng thùng. Cái na là gì? Cái ná là cái nhỏ hơn à. Cái ná là cái gì sao? Cái gì? Cái ná là cái gì? Nó sẽ đạt đạt đó. Đấy. Là xin xó. Xin xó. Anh giống giống anh. Đảo cái gì chứ đảo cũng giống. Nhìn cái gì nữa. Ê ơi. Gì thiệt à. Giáo rồi, giáo rồi. Lại cái đẹp nhá. Rồi muốn bài coi. Ở và đứng muốn ai? Rồi để mình quay cho các bạn. Rồi, vô nhà muốn cho đẹp đẹp ấy ơi. Đây nắng chói của các bạn. Rồi khoái đầu này hơn hay khoái vẻ mặt? Đầu này hơn, nhẹ hơn thôi. Nhẹ hơn, vẻ mặt nhẹ hơn mới đúng chứ. Đâu nè, phiếp đứng chỗ này múa phiếp. Học đi. Rồi đẹp không? Ừ. Khoái không? Luôn. Khoái không? Khoái lắm ạ. Mày không cảm ơn gì? Ai mua cho mày gì? Mày không cảm ơn gì chơi gì? Cảm ơn sếp lên mua đồ cho đàn em mà. mua đồ cho đàn em luôn hả? Mua đồ cho đàn em để đi nhảy. Rồi Còn sao khoái ăn khoái đồ này không? Khoái trời ơi vậy mặt thấy lùi xô bu quá. Vậy mặt thấy lùi xô bu à? Ừ. Rồi còn đeo này thấy sao? Này này hả? Cũng được. Cái gì mà đi chọc con gái được á. Gì? Gì? Đi đâu? Chọc gái được á. Chọc hả? Ừ. Chọc không phải chọc hả? Này bạn giao cho chủ nhân á các bạn. Đây. Nói nghe nè, nói mua đồ cho xong rồi anh em trong tem giỡn, nói giỡn thì đừng có giận ha. Giỡn gì? Giỡn giờ thấy giỡn giỡn xíu mà mày giận không mà mày. Giỡn đâu giận. Giận đi về ăn cơm. Mình lớn rồi. Với mình lớn rồi. Giờ nói chuyện tới là giận các bạn. Giờ người ta kiểu sao ta? Qua nói chuyện chung. Ừ, qua xong im xong cỡ tầm 10 phút chạy về. Ừ, giờ có đồ mới anh em mua cho. Nói giỡn trong tem thì quen đó rồi. Giờ mày giỡn xíu mà mày giận thì mốt ai dám giận với mày nữa. Lần loại từ đây xuống tới Đại An mấy xài không chết. Đây giờ mua cho thì hết giận nha. Hứa nha. Hứa rồi. Mốt giận sao? Ai làm chứng nè. Đâu có đâu, khỏi ai làm chứng gì lấy clip này ra nè. Hứa, ngày thì anh em trong tem thì chơi vui thôi, nói chuyện vui thôi, chơi giận. Nói xíu giận về.
có gì muốn chia sẻ không? Không có, không thích à? Thích chứ. Không biết nói gì luôn. Mốt Phiếp sẽ cầm đầu này và múa nhân vật này các bạn. Mày biết nhân vật này tên gì không? Thằng Mát. Gì? Thằng Mát. Thằng Mát à. Thằng Mát đi theo ai? Đi theo ông Trăng. Gì đi theo ông Trăng? Thằng Mát đi theo Lục Tà. À. Nè. Đó, Lục Tà đó các bạn. Mà Lục Tà thằng Thái đi làm rồi các bạn ơi. Các bạn thì Phiếp nó test rồi các bạn. Thì đồ thì mình may kiểu cho nó lớn xíu các bạn. Tại nếu mà may nhỏ thì chỉ có mình biết các bạn được thôi. Nhưng mà mình lấy size nha, size cái của mình nè, size bự nè. Là mình bận được, Phiếp bận được luôn các bạn. Thì thấy Phiếp thấy bận vô thấy lớn xíu mà không sao rồi. Vẫn vừa. Bây giờ mình bàn giao cho Phiếp. Khoái không? Khoái. Không phải gì đem trả gì đâu, bán lại ai mua cần đi hãy 30 ngàn. Ủa chứ? Họ là từ từ nay là Phiếp là nghỉ giả mặt các bạn. Là nghỉ đi lấy lọ nè. Nói chung là thì giả mặt thì Phiếp chuẩn bị trước là trước khi mua là Phiếp phải chuẩn bị rồi. Kiếm mà son nè. Với lọ các bạn để vẽ. Rồi có đầu này rồi thì nghỉ rồi. Có khi đi kiếm son nhà mà đang có con gái rồi bạn. Đi xin á. Đi xin các bạn. Mày mặt dày lắm rồi. Xin son người ta rồi làm hư của người ta. Nó xin cái là lấy cái luôn. Phải xin xong trả. Ôi sao mượn xong trả các bạn. Nó đi mượn phải xin. Nó mượn xong rồi đem về. Hình như còn còn cây nào không biết ở đâu nữa. Nè. Đâu. Đi trong có bọc quá các bạn. Phải không? Các bạn nè, son toàn mượn toàn xin luôn nè, của ai nè, các bạn biết chủ nhân nên trả bạn. À, đó là dễ kia ra lấy son dễ xong rồi lấy của người ta luôn các bạn. Phiếp đâu trả rồi không biết rồi, có mất tiền mà. Vậy thì clip này thì chủ yếu là mình kêu Phiếp qua test đồ này thôi các bạn, thì tới đây anh thì mình cũng xin phép kết thúc video này tại đây. Nếu mà các bạn nào mà lần đầu tiên ghé vào kênh của mình thì cho mình xin nút đăng ký các bạn, nhấn like và chia sẻ để cho anh em mình có động lực làm video tiếp theo các bạn. Giờ này mình bye bye mọi người. Bye. Ở đây dân không nghe.